cũng là cái ác. Vậy thì đó là một cái vấn đề về nghề nghiệp mà bản thân người luật sư dù muốn hay không cũng phải làm. Tuy nhiên khi mà học về đạo Phật và chúng ta biết được những cái điều khó khăn trong công việc cũng như là khi chúng ta làm việc cảm thấy những điều đó nó không phù hợp với đạo, hoặc là có những điều mà nhiều lúc làm xong cũng cảm thấy có một cái gì đó phải áy náy, vì dù thắng hay thua cho người thân chủ thì cũng làm cho những người khác cũng phải chịu thiệt thòi. Vậy thì lúc đó Phật tử Lê Thanh Sơn đã ứng dụng cái lời dạy của Phật như thế nào vào nghề nghiệp của mình? A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật ạ. Quả thực là trong quá trình đi làm chùa thì cũng là quá trình mà chúng con học hỏi, và cũng là quá trình mà chúng con được gặp gỡ các thầy, và chúng con được biết rất nhiều điều. Không phải riêng con, tất cả nhóm anh em đều như vậy. Có thể nói là việc đầu tiên đó là chúng con tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận với các thầy. Riêng chúng con là tận dụng mọi cơ hội. Trước đây chúng con nhìn thấy các thầy là chúng con cứ bình thường như không. Nhưng sau này thì có bất kể thầy nào mà chúng con thấy là có cơ hội là con tiếp cận ngay. Con tiếp cận để được học, để được hỏi thầy, để được thầy giải thích cho vấn đề này, vấn đề khác. Con cho rằng đấy là cơ hội để học tập. Thứ hai là trong từ cái việc học hỏi đó thì nó liên quan đến về vấn đề cái hoạt động nghề nghiệp luật sư. Thế thì có thể nói một cái nhận thức hoàn toàn mới, tư duy hoàn toàn mới trong con, mà con đã từng phải nói với tất cả các luật sư đồng nghiệp cũng như anh em rằng qua 3 năm thì có thể nói là một con người hoàn toàn mới, con là một con người hoàn toàn mới, không 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 còn là con người như cũ nữa. Ngay cả trong cái tâm của mình, kể cả trong diện là cái diện mạo, trước đây con là người mà có thể nói là cằm này là cằm nhọn, cằm chuột, mặt chuột, tai nhỏ. Nhưng mà cũng nói thật với các Phật tử là có lẽ là một việc rất là kỳ lạ là con là người mọc tai đấy. Đây là con nói về diện. Còn nói về cái hoạt động nghề nghiệp luật sư thì con đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây có những việc mà con dám làm thì bây giờ không dám làm nữa, thực sự. Ví dụ như là ly hôn là không làm nữa, các vụ án giết người là không làm nữa, hiếp dâm là không làm nữa, hiếp dâm phụ nữ trẻ em là không làm nữa. Tất cả những vụ đó là con từ chối không làm. Nhưng mà ngoại trừ các trường hợp là chúng con sẽ bảo vệ cho bên bị hại. Tức là ví dụ như gia đình người bị hại, nếu trong vụ án giết người hoặc là những trẻ em hoặc phụ nữ bị hại. Và trong các trường hợp đó thì kiên quyết chúng con làm, thứ nhất là không lấy tiền, làm miễn phí và không lấy tiền. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là trong các vụ án ly hôn, trong các vụ án ly hôn thì chúng con luôn luôn là, thứ nhất là xác định đầu tiên là không làm luật sư, nhưng con dành rất nhiều thời gian để hòa giải. Và có thể nói rằng nếu như đối với một luật sư trong một năm hòa giải được một vụ ly hôn thôi đã là thành công, đã là rất thành công rồi, nếu như hòa giải được một vụ ly hôn. Nhưng mà một điều rất là kỳ lạ là con trong một năm là có chung cái năm kia là năm kia đến năm ngoái chúng con có 16 vụ án ly hôn, con hòa giải được 9 vụ. Một điều hết sức lạ kỳ. Nhưng mà cái hòa giải, thực ra con hòa giải rất đơn giản ấy. Đầu tiên con gọi vợ gọi chồng đến nói chuyện, con không không bao giờ nhận, nhưng vụ đó không bao giờ ký hợp đồng. Nhận gọi vợ gọi chồng đến nói chuyện với từng bên một. Sau đó là con đưa cho họ xem những cái đĩa của các thầy, con tặng luôn. Con bắt họ hứa với con rằng là này, con bắt họ hứa là sau khi xem xong thì đọc, thì gọi điện thoại cho tôi nói lại nội dung. Nếu đọc lại, nói lại được nội dung cái đĩa này cho tôi thì ta nói chuyện tiếp, thì tôi sẽ làm luật sư cho chị. Còn nếu không nói lại nội dung là tôi không làm. Thế thì họ buộc họ về họ phải xem. Thế thì những bài pháp thoại đó rất là hay, thì con có lựa chọn rất là kỹ đưa cho họ. Sau khi mà đưa cho họ rồi thì là họ về họ xem xong rồi tự nhiên là hai vợ chồng họ là ôm nhau khóc thút thít. Có những vụ án rất là kỳ lạ là có một anh này, anh ấy lại có bà vợ này, xong anh lại có bà vợ kia. Hai bà ghen nhau rất là ghê. Hai bà rất là ghen nhau. Thế sau đó thì con gọi cả hai bà đến và con tặng cho mỗi bà một cái đĩa. Con dành cho mỗi bà 30 phút nói chuyện. Con nói chuyện với cả hai và nói chuyện với ông chồng nữa. Thế và mấy hôm sau thì con thấy một điều rất lạ kỳ là hai bà ấy cùng đi trên một chiếc xe ô tô và cùng xuống chùa. Và cả hai bà đều mời con ăn cơm. Điều là rất là kỳ lạ đấy. Có thể nói là chỉ có đạo Phật mới làm được điều đó. Không, luật sư chúng con không làm được đâu.
A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nếu như một điều đơn giản chúng ta thường đọc trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Cho nên với cương vị là một người luật sư, thông thường người ta thường vì bảo vệ cái lợi ích cho thân chủ cũng như để làm cho thân chủ vui lòng, có thể bằng mọi giá quyết thắng chứ không bao giờ chịu lùi bước. Nhưng với việc học Phật Pháp, ứng dụng lời Phật thì luật sư Lê Thanh Sơn đã nâng cái nghề nghiệp lên một cách tuyệt vời hơn, đó là làm thế nào để hòa giải được cho mọi người. Đây mới là một cái điều mà thực sự chúng ta thấy rõ tư cách nghề nghiệp cũng như là hành sự đúng theo cái tác phong của một người con Phật. Kính thưa quý vị, trong những năm học luật tại Mỹ á, thì luật sư Lê Thanh Sơn đã có những cống hiến rất lớn cho nước Mỹ và đã từng được phó tổng thống của nước Mỹ tặng bằng công dân danh dự nước Mỹ. Và đây không phải là danh dự riêng cho Phật tử Lê Thanh Sơn mà còn là vinh dự riêng cho người Việt Nam, thể hiện được trí tuệ của người Việt Nam. Liên quan đến vấn đề luật thì vừa nãy giờ thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều. Tuy nhiên thì thường tòa chủ trì cũng có một vấn đề xin được hỏi Phật tử Lê Thanh Sơn, thì con cũng thỉnh thường tòa A Di Đà Phật. Như Đà Phật, vừa rồi được nghe luật sư Lê Thanh Sơn nói về cái lý lịch, trong lý lịch ghi là tôn giáo không. Sau đó thì gặp một người Mỹ phải không ạ? Ta nói rằng làm người thì phải có tôn giáo, không thể là vô đạo. Sau đó luật sư lại tìm đến nhà thờ. Ở đây thầy cũng có một thắc mắc là tại sao không tìm đến chùa. Thưa thầy, là như con đã giới thiệu ban đầu là con đã sống từ bé trong cái ngôi đền. Và từ bé con với cậu em ruột con tên là Ngọc, thường bác con là chủ trì ở cái gọi là bà đồng ấy, ở ngôi đền đó. Thế thì thỉnh thoảng thì cứ ngày lễ ngày rằm, thỉnh thoảng thì cứ làm lễ hầu đồng. Con rất quen với không khí hầu đồng. Thế, và con rất thuộc cả cái nhạc hầu đồng. Thế nhưng mà trong quá trình đó thực sự là con không có niềm tin, thực sự không có niềm tin một chút nào cả. Và thực sự vào thời điểm đó con nhìn đạo Phật với con mắt rất xấu, vì mọi người đấy rằng nói rằng đấy là đạo Phật. Thì con nhìn đạo Phật với con mắt rất là xấu và có sự gọi là, nếu mà gọi hơi quá là sợ hãi nhiều hơn. Con nghĩ rằng nếu đạo Phật như thế này thì không đúng, hoàn toàn thế này là không đúng. Thế con cứ nghĩ rằng đó đạo Phật, vì vậy mà con không tìm đến đạo Phật là vì thế. Và thứ hai nữa là đặc biệt là con bị ấn tượng bởi cái lúc mà con nhận ra sự lầm lẫn của mình, cái nhìn sai của mình về đạo Phật. Đó là khi mà thầy Thích Nhật Từ thầy đưa ra một cái ví dụ rằng chúng ta hãy tưởng tượng rằng đạo Phật giống như một cây bồ đề, còn tất cả các đạo khác, ví dụ như đạo mẫu và các loại đạo khác như là những cây tầm gửi bám vào cây bồ đề. Nếu như chúng ta ngồi gần, chúng ta nhìn ở gốc cây bồ đề thì chúng ta chỉ nhìn thấy cây tầm gửi mà không nhìn thấy cây bồ đề. Chúng ta lại tưởng rằng cây tầm gửi chính là cây bồ đề. Nhưng nếu như chúng ta đứng ra xa, chúng ta nhìn lại thì chúng ta mới nhìn thấy cây bồ đề rất là cao. Còn những cây tầm gửi là những cây rất nhỏ bé bám vào cây bồ đề, dựa vào thân cây bồ đề để mà sống. Thì từ cái những cái câu nói của thầy rất mộc mạc và ví dụ rất đơn giản như vậy, con hiểu ra một điều. Thì con có nói với mọi người rằng thôi chết rồi, anh em mình sai rồi. Anh em mình sai rồi, anh em mình hiểu sai về đạo Phật rồi. Đây không phải là đạo Phật. Đấy, và lúc đó, đặc biệt là đến khi tiếp xúc được với lại các thầy thì con mới hiểu được là thế nào là đạo Phật. Và lúc đó con mới hiểu được thế nào đạo Phật nó khác tất cả những cái khác. Thì lúc đó con không tìm đến là vì lý do đó, là vì con không có niềm tin. Xin cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, gần đây và không phải gần đây, trước đây nữa, có rất nhiều các Phật tử, có những người con quen với những người bạn ở bên Thiên Chúa và họ tiến tới hôn nhân với nhau. Thế nhưng có một điều cản trở là bên Thiên Chúa bắt buộc những người lấy vợ lấy chồng
tôn giáo họ đều phải cải đạo, có nghĩa là phải đi đến nhà thờ học đạo rồi thay đổi tôn giáo họ mới cho cưới. Trong khi đó đó, Nghị định 92/2012, Nghị định Chính phủ có quy định như thế này. Trong đó điều 2, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Rồi có một đoạn tiếp nhưng mà chúng ta thấy không cần thì bỏ. Và cuối cùng cái điều 2 đó có nói như thế này: mọi tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nghĩa là trong điều 2 này quy định rất rõ, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Như vậy, ở đây một người khi đi lấy vợ lấy chồng mà bắt người ta phải bỏ tôn giáo của mình theo tôn giáo của họ, như vậy có vi phạm vào cái quyền tự do tín ngưỡng hay không? Thì đứng trên cái cương vị là luật sư thì xin luật sư cho biết ý kiến về vấn đề này. A Di Đà Phật. Chúng ta biết rằng là cái quyền tự do tín ngưỡng là được quy định trong hiến pháp. Thì ngoài ra có nghị định của chính phủ trong cái luật về tôn giáo cũng có quy định về cái quyền tự do tín ngưỡng của công dân, và trong cái nghị định 92 cũng quy định về cái đó. Có nghĩa rằng khi nói về ở góc độ luật pháp thì cái quyền tự do tín ngưỡng nghĩa là gì? Quyền theo đạo nào hoặc không theo đạo nào, hoặc là quyền từ bỏ đạo này theo đạo khác là hoàn toàn là cái tự do của công dân. Người đó được tự quyền cái đó. Bất kể một cá nhân hoặc tổ chức hoặc nhà nước hoặc ai đó mà ngăn cản cái quyền đó đều là vi phạm pháp luật. Bất kể một tổ chức nào, kể cả tổ chức nhà nước, kể cả tổ chức nhà nước, nếu một tổ chức nhà nước nào đó hoặc một cơ quan chính quyền địa phương nào đó mà ngăn cản công dân không được cho họ theo đạo này mà không được theo đạo kia thì chính cơ quan đó hoặc là cái đơn vị đó là vi phạm pháp luật, bởi vì cái quyền đó được quy định trong hiến pháp, trong luật và trong cái nghị định của hướng dẫn của chính phủ. Thế thì ở đây trong các trường hợp tùy theo từng tín ngưỡng thì có, con cũng đã gặp những trường hợp như vậy, thì có giải thích rằng việc các anh các chị lấy nhau là vẫn lấy nhau, chỉ có cái điều là nếu người mà ngoài tôn giáo Thiên Chúa giáo mà lấy người ở trong Thiên Chúa giáo thì phải hiểu về Thiên Chúa giáo, nghĩa là phải đi học giáo lý để hiểu biết. Thì lý lẽ đầu tiên thì thường là học để hiểu biết, để cùng nhau chia sẻ với nhau, và từ chỗ chia sẻ với nhau thì mới hiểu nhau thì mới đảm bảo được hạnh phúc gia đình. Thì cái đó là rất đúng và rất tốt. Đã là vợ chồng thì cần hiểu về nhau, cái đó là rất tốt. Nhưng nếu ở mức độ đạt đến một cái mà cái này có lẽ là nó có cái luật bất thành văn, nghĩa là nếu ngăn cản không cho trường hợp đó họ có thể là được đến được với nhau, lấy được với nhau vì một lý do là nếu không theo đạo này hoặc không theo đạo kia, hoặc yêu cầu họ phải bỏ cái đạo mà họ đang có để theo đạo của mình, thì đấy là hành vi vi phạm pháp luật. Bất kể là ai, kể cả nếu Phật giáo làm như vậy hoặc người đứng đầu tổ chức đó vi phạm pháp luật, hoặc nếu như Thiên Chúa giáo làm như vậy thì cái vị cha đó, cái cá nhân vị cha đó là vi phạm pháp luật. Chứ ta không nói là đạo Thiên Chúa giáo vi phạm pháp luật, mà cái cá nhân cái vị cha là có cái hành vi ngăn cản đó, hoặc trên cái quyền tự do tín ngưỡng luôn được bảo vệ và được tôn trọng, không phải chỉ ở Việt Nam, ở tất cả mọi nước trên thế giới đều được như vậy. Chúng tôi thường có nghe người ta nói rằng ngoài luật thì có luật rừng. Cho nên chỉ có những người trong rừng mới làm luật rừng. Đúng quý vị. Và quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, rằng Phật tử Lê Thanh Sơn
Tuy rằng không có cơ hội tu tập như các Phật tử ở đây, nhưng thông qua quá trình phát tâm trùng tu xây dựng ngôi chùa, đã tranh thủ thời gian để mà tiếp xúc với chư tăng, cũng như nghe pháp trong những lúc rảnh rỗi trên xe ô tô. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem những người bạn của Phật tử Lê Thanh Sơn cũng đã học đạo như thế nào trong quá trình đồng hành với Phật tử Lê Thanh Sơn. Thì xin quý vị chúng ta hãy xem một đoạn phim ngắn sau đây. A Di Đà Phật. Cái câu chuyện khởi duyên của cái việc làm chùa cũng là một câu chuyện hết sức là tình cờ. Và trong đạo Phật thì nó là phải là một cái gì đó, một cái duyên rất là lớn. Cái ngôi chùa mà anh em đang làm chính là một ngôi chùa được tạm gọi là một ngôi chùa vật chất. Nhưng trước khi ngôi chùa vật chất ra đời thì anh em trong cái làm chùa cũng đã quán triệt, nhận định rằng cái ngôi chùa này nó phải đem lại cái lợi ích về một con đường đi đúng dành cho mọi người. Đại bộ phận là mọi người đang nhìn nhận cái ngôi chùa có lẽ là nó chưa đúng với cái vai trò là một nơi mà để dạy về đạo, dạy về một con đường đi đúng, dạy về những cái đời sống về nhân sinh một cách đúng đắn. Nhất là người ta chưa hiểu rõ về cái triết lý xuyên suốt của đạo Phật, đó là cái triết lý về nhân quả. Thế thì mọi người thường đến chùa là để cầu xin, để cầu cúng, để mà biến cái ngôi chùa có khi lại trở thành một cái nơi để cúng bái. Như vậy là nó lại gần với cái tập quán thờ phụng của chúng ta hơn là ngôi chùa là một cái trường học. Vậy thì cái điều mà tôi muốn gửi gắm đó là phải hiểu rõ đúng cái chức năng, vai trò ngôi chùa và nên tìm hiểu về đạo Phật. Thì sẽ thấy rằng là tất cả những cái con người ta sướng khổ hạnh phúc ở trên đời thì đều là do cái nhận thức đúng về cái đời sống này. Ta hãy gieo những cái nhân tốt để ta nhận về những cái trái ngọt cho cuộc sống của chính mình. Thì đấy chính là cái điều mà tôi rất muốn cộng đồng dân cư nơi mà ngôi chùa được xây ra hiểu được về cái triết lý giản dị ấy của đạo Phật. Trong quá trình xây dựng ngôi chùa thì có thể nói là con cũng học được một số điều. Thứ nhất là con nhận thấy là Phật giáo cũng giản dị, cũng dễ hiểu thôi. Và cũng dễ để tìm hiểu và rất dễ đi theo thôi, chứ không nặng nề và khó khăn như ngày xưa hồi mình nhỏ mà các cụ hay nói lại ấy. Thì con nghĩ hồi nhỏ ấy, thì con nghĩ rằng Phật giáo là một cái gì nó ghê gớm lắm và rất là sợ hãi. Nhưng sau khi tìm hiểu rất nhiều về Phật giáo thì con nhận thấy là cũng rất là giản dị và cũng rất gần gũi với mình thôi. Có thể nói là sau khi trong quá trình làm chùa một thời gian thì con thấy tính hiền hơn, rồi cảm thấy là mọi việc nó cũng giản dị hơn, cũng dễ tha thứ hơn cho mọi người. Đấy cũng là một trong những cái con học hỏi được trong cái quá trình làm chùa. Con cho rằng là cái quá trình xây dựng một ngôi chùa tâm linh thì mình cần thiết hơn rất nhiều so với cái việc mà xây dựng một ngôi chùa vật chất hiện tại. Đấy là quá trình mình xây dựng được một đạo tràng, mình giúp được cho mọi người có cơ hội nhiều hơn để tìm hiểu đạo Phật. Và như vậy là cũng giúp được cho mọi người sống, rất nhiều người sống tốt. Cuộc sống thì nó thực ra là nó như mỗi người mỗi nghề, mỗi cái nó áp lực, nó nhiều ngả sóng lắm. Nhưng mà khi đã đi vào xây dựng cái ngôi chùa thì mình thường là mọi cái về tài chính, công việc làm hàng ngày mình cũng có thể phải thay đổi. Như người ta dỗi thời gian, người ta đi chơi hoa, rồi chơi cảnh, rồi chơi chim cảnh, cá cảnh, hoặc thậm chí nuôi những con vật cảnh. Nhưng mình thì có thể bớt cái đấy, mình không ấy, cái gì nó có ích cho cộng đồng. Làm chùa này thì con xác định là con sẽ bỏ nhiều cái chơi. Đấy, ngày xưa con hơi thật thầy, con ở bên Mô Tô Hà Nội. Cũng thường là thứ bảy chủ nhật rỗi là lại lôi xe đi, nhưng bây giờ là bỏ cái bên đấy, không chơi. Mà dần dành cái tâm, cái lực sang bên cùng cái ban Khánh Thiết xây chùa với anh Sơn. Tức là trong cái cách sống của mình cũng không lên nói nhiều quá. Mà mình phải làm đi bằng thay lời nói của mình. Đấy, Sơn dạy cho con cái điều đấy con thấy cũng rất là thú vị. Tức là mình phải làm xong mình mới nói. Chứ mình cứ nói mà mình không làm thì nó không hay lắm. Trong cái quá trình cùng với anh Sơn mà cái tập thể làm chùa thì chúng con cũng học được rất nhiều điều từ các thầy và từ cuộc sống và từ công việc mình xây dựng chùa. Điều mình tâm đắc nhất là trong cái quá trình đấy mình làm việc nó hoàn toàn vô tư và
hoàn toàn vì tất cả mọi người, vì cái công việc của Phật sự đấy là cái điều mình thấy là tâm đắc và quý giá nhất. Và một cái điều mà thực hiện lời dạy của Đức Phật là tất cả những cái gì mình càng cho đi thì mình lại càng nhận được. Thực ra là sau cái quá trình 1-2 năm xây dựng chùa thì cái thành quả nhìn thấy đó là cái ngôi chùa về vật chất đấy, nhưng mà con nghĩ rằng cái thành quả to lớn nhất chính là cái thành quả mà xây dựng được một ngôi chùa ở trong tâm mọi người mới là quan trọng. Xây dựng được một ngôi chùa mà tâm linh mọi người cùng đến hướng về Phật Pháp và thực hành về giáo lý, cái đấy con nghĩ là thành quả đấy nó cũng rất to lớn. A Di Đà Phật, quý vị vừa xem cái đoạn phim vừa rồi là những người đã đồng hành cùng với Phật tử Lê Thanh Sơn trong việc xây dựng cùng một ngôi chùa. Tuy nhiên, nếu như quý vị chúng ta để ý những lời chia sẻ vừa rồi của các vị trên thì đều có một cái quan điểm rất là thống nhất, đó rằng là việc xây dựng một ngôi chùa tâm linh còn khó khăn gấp nhiều lần với cái việc xây dựng một ngôi chùa vật chất. Và cái việc quan trọng nhất đó là làm sao mà xây dựng được cái ngôi chùa đó trong lòng mọi người. Đó mới là cái việc mà những người con Phật chúng ta cần phải phát huy và cần nên chia sẻ cho mọi người. Trở thành một Phật tử không phải là một việc mà người nào cũng có đủ phước duyên để làm. Tuy nhiên, khi đã trở thành một Phật tử thì việc ngoài việc tu học còn phải nghĩ đến công tác hộ pháp, tức là bảo vệ Phật Pháp. Như vậy thì với một người cương vị là luật sư thì luật sư Lê Thanh Sơn có khi nào phát một cái nguyện nào đó trong cái việc là bảo vệ Phật Pháp bằng những cái việc làm của mình hay không ạ? Gì đó vậy? Dạ, thực ra trong quá trình đi làm chùa thì con thấy rất nhiều điều, mà trong đó có những điều vấn đề là do xã hội mang lại, có những điều bản thân trong quá trình, trong cái nội bộ của chúng ta, và trong quá trình là của chính quyền, của cả những các Phật tử và những người dân mang lại, làm cho có thể nói đạo Phật của chúng ta nó bị xã hội nhìn với cái nhìn có thể gọi là méo mó, có nhìn méo mó về đạo Phật. Đấy là thứ nhất, không đúng, không chính xác. Thứ hai là rất dễ làm cho người khác có cái không thiện cảm với lại những người mà với lại đạo Phật. Thế thì, và thứ ba nữa, trong cái hoàn cảnh xã hội hiện nay có rất nhiều vấn đề, khi mà đạo đức xã hội đang bị xuống cấp thì một số cá nhân lợi dụng, họ lợi dụng cái quyền lực mà họ đang có được nhà nước giao phó để họ tận dụng những điều đó để làm việc này việc kia, mà họ không nghĩ được đến cái hậu quả của nó là gì, họ không hiểu được nhân quả, mà nếu như có thể hiểu được thì họ cố gắng bỏ qua vì một món lợi ích nào đó. Chính vì vậy trong quá trình mà chúng con đi làm chùa thì song hành với việc đó, khi nhận thức được ra điều đó thì con đã phát một cái tâm rằng sẽ kiên quyết bảo vệ đạo Phật đến cùng bằng tất cả những cái gì có thể của mình, có nghĩa là bằng trí tuệ, bằng sức lực, bằng khả năng của mình để bảo vệ bằng được đạo Phật. Thì thực ra nói bảo vệ bảo đạo Phật thì nó rất là rộng khắp, nó rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà cụ thể chúng con phải cụ thể hóa bằng các hành động hàng ngày. Hàng ngày bản thân cho tu tập bản thân thì con luôn nghĩ đến việc thiện, làm việc thiện, thúc đẩy mọi người cùng làm việc thiện, nghĩa là chỉ làm việc tốt, tránh xa những việc ác, và luôn luôn gần gũi với lại, cố gắng tạo cơ hội gần gũi được với các Phật tử và các tăng ni. Thứ ba nữa là đối với các cái vấn đề về chùa chiền thì trong cái quá trình và có bất cứ một vụ việc nào ở các chùa chiền nào, chúng con lập tức là chúng con đến, nếu con không đến được thì sẽ có bạn bè của con đến và chúng con giải quyết, phải đến giải quyết ngay bằng cách này cách khác. Thứ hai nữa, phải bảo vệ các thầy, bảo vệ tăng ni. Chúng ta phải bảo vệ tăng ni như là bảo vệ xương máu của mình, như con mắt, như tròng mắt con người của chúng ta. Cho dù thầy chúng ta có thể có lúc này, lúc khác, có thể có lỗi, có thể có việc này, có việc kia, nhưng không vì thế mà chúng ta không bảo vệ. Hoặc chúng ta đến chùa, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến chùa vì thầy thì đừng đến nữa. Vì khi mà chúng ta mâu thuẫn với thầy là chúng ta sẽ không đến chùa nữa. Thế cho nên là chúng ta đến chùa là vì chính bản thân chúng ta, thì chúng ta phải bảo vệ chính mình. Nếu chúng ta bảo vệ thầy, nghĩa là chúng ta đang bảo vệ chính mình. Với tư duy như vậy, cho nên là trong quá trình hoạt động hành nghề luật sư, chúng tôi có rất nhiều vụ việc mà tôi không thể kể hết ra, cũng không thể tiện nói ra. Trong đó có những khi đâu đó chúng tôi phải bảo vệ một ngôi chùa để tránh bị dân ở đấy họ lấn chiếm.
có đâu đó, thì rồi lại phải làm việc với chính quyền địa phương, mà chính quyền địa phương không được thì chúng tôi phải dùng đến cả các nỗ lực từ trên trung ương áp đặt xuống làm sao để giữ được ngôi chùa đó. Hay hoặc như cũng có những ngôi chùa đã đến mức độ là bị người ta có hẳn một tư duy rằng tư nhân hóa cái ngôi chùa đó đi, bởi vì nó đẹp quá, nó nằm ở vị trí đẹp quá, và với tư duy thương mại thì người ta nghĩ rằng nếu người ta tổ chức ở đây một cái du lịch tâm linh thì sẽ thu được rất nhiều là tiền bạc. Vì vậy họ quyết tâm, có một quyết tâm là chúng tôi dùng cái từ gọi là, xin lỗi các Phật tử dùng cái từ thật trong nghề, đó là cướp ngày. Thế nhưng mà khi đối diện với anh em luật sư chúng tôi thì lập tức tất cả các cái mưu cơ đó bị chặn lại ngay, và chúng tôi đã ngăn chặn được. Có những cái ngôi chùa đó đã từng bị ra quyết định cưỡng chế, rồi bị coi như bị thu hồi, bị để làm một cái dự án hoàn toàn khác. Và sau đó chúng tôi đã tham gia vào và lập tức tất cả quyết định đó được bãi bỏ. Thế có một số trường hợp thì người ta cướp lấy đất của chùa. Chúng tôi với tư cách là luật sư thì chúng tôi phải bảo vệ kiên quyết. Và quả thực là chúng tôi bảo vệ rất là thành công. Thế thì qua đây để chia sẻ với các Phật tử rằng chúng ta phải bảo vệ Phật Pháp bằng cái gì? Bằng hành vi, bằng lời nói, bằng suy nghĩ của chúng ta. Thế thì từ cái đó, đầu tiên là chúng ta là Phật tử, chúng ta phải gương mẫu đã. Thứ hai nữa, ta cùng thúc đẩy mọi người cùng gương mẫu như chúng ta. Thứ ba là chúng ta phải kiên quyết bảo vệ chùa, kiên quyết bảo vệ thầy. Kể cả là thầy ta có thế nào chăng nữa thì có thể có lúc nào đó ta gọi riêng thầy, trao đổi, chia sẻ với thầy, chứ không được phép nói xấu thầy. Và cũng không được phép là mang cái chuyện ở trong chùa hoặc mang chuyện của thầy đi chỗ này chỗ khác. Đây là tôi chia sẻ rất thật. Thế và chính cái việc này là cái việc mà chúng tôi gương mẫu thì tất cả mọi người khác cũng sẽ theo chúng tôi. Và ngược lại, nếu như các vị Phật tử cũng gương mẫu như vậy thì ai cũng theo các vị Phật tử. Dạ, cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe. Dạ. A Di Đà Phật, xin cảm ơn Phật tử Lê Thanh Sơn rất là nhiều qua những lời chia sẻ rất là chân thành và đưa ra chúng ta những cái cách để mà cùng nhau xây dựng đạo Phật rất thiết thực. Kính thưa Phật tử Lê Thanh Sơn, người ta thường nói rằng nếu như khi một ngôi chùa được dựng lên thì một nhà tù sẽ biến mất. Thì với cái cương vị một luật sư thì Phật tử nghĩ như thế nào về câu nói này ạ? Dạ, thưa thầy và thưa các quý Phật tử, là con nghĩ đây là một câu nói rất là hay. Đặc biệt là đối với ở chỗ chùa Kênh, khi mà chùa được xây dựng lên, toàn bộ trong hai làng đó cho đến ngày hôm nay, nhờ có thầy Phương xây dựng lên được cả một đạo tràng ở đấy, thì đầu tiên là cái tệ nạn uống rượu, về nhà đánh vợ, đánh con là coi như không có. Toàn bộ tệ nạn đó là hết. Thứ hai là ma túy, những ông nào mà nghiện ma túy là mà nghiện, không bỏ được là chúng con đuổi ra khỏi đấy rồi. Và bây giờ là không có chuyện được quay lại nữa. Và thứ ba là trộm cắp ở trong làng với nhau, ngoại trừ ở bên ngoài, nhưng ở trong làng với nhau là không có chuyện đó. Những cái gọi là an ninh trật tự là đã xây dựng được, coi như là hoàn toàn cái phần an ninh trật tự là xây dựng được rất tốt. Như vậy là cái thành phần đó được giảm đi rất nhiều, các vụ việc thế, đánh cãi vợ chồng, chửi lẫn lộn nhau, rồi các cái họ hàng, rồi là giải quyết các vấn đề ở trong làng ngoài xóm, thì tất cả mọi cái đều được mang ra chùa nhờ thầy giải quyết. Thế và ra chùa chia sẻ thì mọi cái đều xong. A Di Đà Phật, kính thưa quý Phật tử, như vậy thì một lần nữa Phật tử Lê Thanh Sơn đã khẳng định được giá trị thực sự mà đạo Phật đã mang đến cho cuộc đời, đó là chúng ta được làm mới và tiến đến con đường sống chân thiện mỹ. Như vậy thì khắp nơi trên thế gian này, những con người đau khổ sẽ không còn, những nhà tù sẽ được dẹp bỏ đi, và lúc đó thì tất cả mọi người chỉ sống trong hạnh phúc và nhìn nhau bằng cặp mắt yêu thương. Vậy thì trong cái buổi chia sẻ này thì Phật tử Lê Thanh Sơn có một cái lời gì đó mà gửi gắm đến cho các Phật tử ở đây không ạ? A Di Đà Phật, con rất là cảm ơn thầy chủ trì, con rất cảm ơn thầy và các thầy ở trong chùa Hoàng Pháp đã cho con được có cơ hội được chia sẻ với cả đạo tràng ngày hôm nay. Và con cũng rất cảm ơn là các Phật tử đã dành thời gian quý báu trong cái công việc tu tập của mình để mà ngồi đây chia sẻ cùng với con. Con cũng không biết là cái việc, cái câu chuyện của con vừa rồi chia sẻ với quý vị nó có tác dụng gì không, và nó có hữu ích giúp gì được không. Nhưng chỉ có một điều là con chỉ nói với cái muốn chia sẻ một điều này với các vị này, là
để có thể ngồi được ở chùa Hồng Pháp, để dự được tu như thế này của một người dân thôi, của hai làng Kênh Cạn, An Lạc có khoảng hơn 1.000 người. Chỉ cần có một người dân được ngồi tu ở đây thôi, đó là một điều mơ ước. Đó là một điều mơ ước, vì chúng con quá xa xôi, chúng con quá xa với điều kiện kinh tế hoàn cảnh mà không được như này. Và các quý vị đã có sự may mắn hơn tất cả hàng nghìn người dân của hai làng Kênh Cạn và An Lạc, cũng như cả nhóm anh em chúng con. Nhóm anh em chúng con làm chùa đông như thế mà không có một ai có được cơ hội để ngồi đây. Vì vậy, đối với mỗi Phật tử ở đây, nếu chúng ta đã có cơ hội đến đây mà chúng ta lại không tu tập được, thì tự chúng ta sẽ cảm thấy gì? Chắc chúng ta sẽ cảm thấy áy náy và có một chút hổ thẹn. Vì nếu như mình có cơ hội như vậy mà mình không tận dụng được, nếu so với người khác. Vì vậy con khuyên các Phật tử rằng có lẽ đây là cơ hội rất tốt, và đây là cái hơn hẳn của tất cả điều kiện khi mình có, thì hãy tận dụng nó. Như anh em chúng con thường nói với nhau một câu rằng, nếu có bất kỳ một cơ hội nào để có thể tìm kiếm được sự an lạc, vui vẻ, thì hãy làm ngay lập tức, chứ đừng bỏ qua. Vì vậy con cũng đưa cái câu nói, câu lời khuyên của con đó cho các Phật tử ngày hôm nay, đó là nếu chúng ta đã có cơ hội để được tu tập như thế này, thì các Phật tử hãy cố gắng tu thật tốt và tu ngay, thực hiện ngay để tìm đến được sự an lạc nhanh chóng cho bản thân mình. Con xin chỉ có lời thưa vậy ạ. Và cũng kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng con cũng xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa trụ trì cho chúng con được đôi lời chỉ dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa luật sư Lê Thành Sơn, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mỗi dân tộc đều có nguồn cội tâm linh của mình. Dân tộc Việt Nam của chúng ta có nguồn cội tâm linh, đó là Đạo Phật. Vì sao chúng ta có thể khẳng định rằng Đạo Phật là nguồn cội tâm linh của dân tộc Việt Nam? Vì Đạo Phật có mặt tại Việt Nam hơn 2.000 năm, và đã có những thời như thời Trần, thời Lý, Đạo Phật gần như quốc giáo. Từ những vị vua đến quan đến dân, ai cũng thấm nhuần Phật Pháp, ai cũng sống theo lời Phật dạy. Và chính những thời đại đó là những thời đại lâu dài nhất của các thời đại có mặt tại Việt Nam chúng ta. Như vậy, chúng ta có nguồn cội tâm linh là Đạo Phật. Thế mà về sau này, gốc rễ của chúng ta bị lung lay là do Đạo Phật bị ngoại lai, bị lai tạp, khiến cho những người trí thức họ dần dần xa lánh Đạo Phật. Và cụ thể như luật sư Lê Thanh Sơn vừa trình bày, chính gia đình cũng là gốc gác Đạo Phật, và đã từng đến tham dự những cái buổi lên đồng. Và luật sư nhận thấy đây là hình thức mê tín dị đoan, khiến cho những người trí thức xa dần xa dần. Như vậy lỗi này là tại ai? Tại Phật tử chúng ta. Mà Phật tử ở trong đó có cả tăng ni và những người cư sĩ, là vì chúng ta không làm được cái công việc hoằng pháp lợi sinh. Thời Phật còn tại thế, trong luật đại phẩm, Đức Phật có dạy: này các thầy tỳ kheo, hãy lên đường thuyết pháp vì lợi ích, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đức Phật rất chú trọng đến vấn đề hoằng pháp lợi sinh. Và cũng như vừa nãy luật sư Lê Thanh Sơn đã nói, chúng ta cần xây dựng ngôi chùa tâm linh. Điều này mới là quan trọng.
Còn những ngôi chùa bên ngoài này, xin thưa với quý vị, có cả hàng nghìn ngôi chùa thành phế tích, chỉ còn lại đống đổ nát. Như vậy, chúng ta muốn giữ được đạo Phật không phải là có nhiều chùa, chính là xây dựng được những ngôi chùa tâm linh. Làm sao cho mọi người hiểu được Phật Pháp, biết được Phật Pháp, sống đúng với Phật Pháp. Và chính người đó, họ sẽ là những hoằng pháp viên, là những người có trách nhiệm đem ánh sáng chân lý đi truyền bá. Còn nếu chúng ta làm một ngôi chùa để làm gì? Để mê tín dị đoan, để đưa người ta vào cái con đường sai lầm, xa lánh Phật Pháp, thì như vậy cái ngôi chùa đâu có lợi. Và từ đó, những người trí thức họ xa dần những ngôi chùa như thế và họ tìm đến một cái tôn giáo khác. Và đúng ở đây, luật sư Lê Thanh Sơn cũng là người có lẽ còn căn lành, cho nên đã nhận ra được cái chân lý, nhận ra được sự thật và tìm lại Phật Pháp. Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ, muốn tin một điều gì chúng ta phải nghe, nghe rồi phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy tin. Đạo Phật của chúng ta hay ở chỗ đó, bình đẳng ở chỗ đó, và luôn luôn dựa trên tinh thần khoa học, không đưa chúng ta vào mê tín dị đoan. Đến với đạo Phật là chúng ta đến với con đường trí tuệ. Chúng ta nhớ như vậy, đến với con đường trí tuệ. Đức Phật dạy nghe, suy nghĩ xong rồi tình, văn, tư và tu. Quý vị phải dựa trên cơ sở này để tạo dựng niềm tin, thì niềm tin đó sẽ vững chắc. Còn nếu chúng ta đến với một tôn giáo chỉ với niềm tin mà mình không hiểu được, thì đó là mê tín, rồi dẫn đến cuồng tín. Cuồng tín thì đưa chúng ta đến chỗ tội lỗi, sa đọa, đau khổ. Như vừa nãy, luật sư Lê Thanh Sơn đã nói, nếu chúng ta muốn tìm hiểu một tôn giáo thì chúng ta cứ đọc kinh của họ để chúng ta hiểu. Từ đó chúng ta mới nhận thấy đó là chân lý, đó là sự thật, đó là đúng hay sai. Quý vị muốn biết Thiên Chúa Giáo như thế nào? Về quý vị cứ đọc trong cuốn Cựu Ước và Tân Ước. Như vừa nãy luật sư giới thiệu, quý vị cứ đọc dưới đó đi, rồi chúng ta mới thấy được chân lý hay không phải chân lý. Đa phần bây giờ chúng ta thường bị rơi vào tình cảnh một là tiền, hai là tình. Vì tiền, vì tình mà chúng ta bỏ cái nguồn cội tâm linh của mình để chạy theo một tôn giáo nào đó để kiếm lợi. Như vậy không đúng. Mình phải có lập trường. Và Thầy thấy một điều, người Pháp có nguồn cội tâm linh của họ đó là đạo Thiên Chúa Giáo, cho nên họ đi tới đâu cũng xây nhà thờ. Khi họ qua xâm lăng nước Việt Nam, họ xây rất nhiều nhà thờ ở Việt Nam, vì đó là nguồn cội tâm linh của họ. Bây giờ đất nước của chúng ta được độc lập, theo Thầy nghĩ nhà nước phải biết được cái nguồn cội tâm linh của mình, và mỗi một tỉnh nhà nước lên xây một ngôi chùa đại diện cho nguồn cội tâm linh của một cái tỉnh đó. Và trong những ngày lễ chẳng hạn như Tết, tất cả các lãnh đạo trong tỉnh đều phải về chùa thắp hương và nghe kinh, hoặc là có những cái giây phút thư giãn, giây phút tịnh tâm để hướng về nguồn cội tâm linh của mình.
chúng ta là những người rất là may mắn được hiểu Phật Pháp, được quy Tam Bảo. Nhất là như vừa nãy luật sư Lê Thanh Sơn cũng đã nói, ở ngoài chỗ cái ngôi chùa mà luật sư đang làm đó, người ta rất muốn được như quý vị mà không có đủ nhân duyên. Chúng ta đã được thì quý vị cố gắng tinh tấn tu tập, và nhất là chúng ta muốn cho đạo Phật của mình được phát triển, mỗi người nên cố gắng học tập xây cho mình được cái ngôi chùa tâm linh, đồng thời đem những điều mình học hiểu đó phổ biến cho nhiều người. Như vậy Phật Pháp mới trường tồn. Chứ nếu mà chúng ta xây chùa nhiều nhưng mà không ai hiểu Phật Pháp, mà lại nơi đó trở thành mê tín dị đoan, thì đạo Phật của chúng ta mỗi ngày một đi xuống, và người trí thức chắc chắn sẽ xa lánh. Hôm nay xin thay mặt cho ban tổ chức rất cảm ơn luật sư Lê Thanh Sơn, mặc dù công việc cũng rất là bận rộn nhưng đã dành cái thời gian quý báu về chùa Hoằng Pháp để tham dự cái chương trình Hoa Mặt Trời lần năm này. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho luật sư và gia đình luôn được an vui hạnh phúc. Kính chúc quý Phật tử có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy vừa rồi của Thượng Tọa Trụ Trì. Và chúng tôi còn xin thành kính tri ân luật sư Lê Thanh Sơn đã đến tham dự cùng quý Phật tử trong chương trình Hoa Mặt Trời. Và chúng con cũng xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã dành thời gian để lắng nghe chương trình.